Dạ, em xin chào tất cả anh em mình nha. À, em chào mừng anh em đến với kênh Chăm Sóc Đức Thắng anh em. Em mới về được một ít máy mà em thấy có cái dàn mã đó 90 này hổm gầy rất nhiều, anh em hỏi em luôn này. Hỏi có mấy 90 về không, thì bữa nay về như chứ anh nhớ là 9 cái còn sót một chảnh mấy cái nữa anh em. Máy này còn đẹp thì giờ bông bông còn mới chát. Anh em nhìn bông bông nè. Bông bông gì mà còn mới chát luôn mà ơi. Quá trời máy này đẹp. Em gọi số CD máy. Nó cũng nó chá quá. Giọt dầu nữa nè. Ôi cái thùng dầu như ô, cái câu bô mẹ khô gan rồi trời ơi. Cái máy này. Thôi cắt cái dài, ốp vô cái bình dầu để nhắn tư luôn, ốp vô đi anh em coi anh em xỉu à. Quá trời. Quá trời cái bình dầu anh em ơi, nó trắng tư luôn anh em ơi. Nhức nát luôn. Nhức nát thiệt. Máy này rửa một cái nha. Không, trong này khô gan rồi dạ. Cái bô thấy không, bô khô gan luôn. Máy này quá trời đẹp. Nhà em nghiêng lên trước giùm anh đi. Anh coi số xe đi á. Chỉ anh coi số xe đi á. Trời ơi, ốm yếu rồi mà thằng. Chưa, 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 gãy cái tay dài, để ra phá chứ, để ra phá. Rồi, đi anh coi được rồi. Đọc mạnh số xe đi á. Nó rung, anh chịu cái đầu gối rồi. 127 à, 90, 127.09. 127.09. Máy này tỷ lệ là đổ dầu vô chạy là trên 90% anh em ơi. Số, mà số gánh đọc đi trời. Mà ông thổ điện là hai ông thằng tài lớn hả? Vậy đó cái vụ đó thì anh không biết. Bảy chín thần tài hai vô kia cộng lại thần tài nó. 127.09. 127.09. Để em coi đây. Quá trời máy này đẹp. Ốp gì cái máy nhà mình nó mẹ nó vô lấy cái máy này nhắc về chạy nó đã. Tôi qua tới ước cái máy hư dễ hạt luôn á Phụng. Cái máy bình dầu thì đâu nó trong cái trắng tôi à. Máy này quá trời đẹp luôn anh em ơi. Anh em nào mà làm được cái máy này ha, em bán anh em là 7 triệu bao ship anh em. Cái này là con đầu đàn nè. Quá trời đẹp luôn anh em. Máy này là bảo đảm với anh em là quay nhẹ là nổ liền. Máy này là em bao nổ bao ship luôn 7 triệu anh em. Bao nổ bao ship. Bảo đảm anh em là cực kỳ whip luôn. Còn dầu chắc ăn là đóng chân nền là chạy liền luôn. Có lần cây là quốc nó mở à, không đụng đề tới luôn. Rồi anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha.